Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại Đồng Tháp để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về mô hình trồng Sapo Cần Thơ 2 năm tuổi nha. Quý bà con chúng ta nhìn thấy cây Sapo Cần Thơ 2 năm tuổi mà trái rất là sai giống như vậy hả bà con? Đó, trái rất là sai nha. Cái cây này là hơn 200 trái nha bà con. Ly xa xa quay cho quý bà con chúng ta xem. Cái tàn nó cũng khá là tròn, chiều cao của cây thì nó tầm khoảng 1,7 m thôi. Sapo Cần Thơ thì quý bà con chúng ta trồng chăm sóc tốt á, chỉ có 15 tháng thì bắt đầu ra trái bối nha. Quý bà con chúng ta lấy cây giống từ Trung tâm Cây Giống đem về là trên cây đã ra hoa. Nếu như cô chú anh chị đó không lãi hoa bỏ thì nó sẽ tượng thành trái luôn nha. Nhưng mà tuy nhiên quý bà con chúng ta trồng thì chúng ta phải lại để thì nó sẽ bị suy cây ha. Từ 12 tháng đổ lên thì chúng ta muốn để trái sớm thì chúng ta để ha con. Còn Sapo Cần Thơ thì nó sẽ ra trái dài giống như vậy ha bà con. Đó, thể loại trái Sapo Cần Thơ thì trái nó sẽ hơi dài và đặc biệt rất là ít cám nha. Đó, rất là ít cám ha bà con. Một chùm của nó có thể đậu lên tới được 4 trái nè. Ở trong đây rất là nhiều nè ha. Nó thòng ở dưới. Cây này nó tàn xè. Cây nó cũng khá là lùn. Chúng ta cũng có dễ là thu hoạch trái nha. Trồng Sapo Cần Thơ thì quý bà con chúng ta nhẹ công chăm sóc, nhẹ tiền phân bón. Và đặc biệt nó sẽ ra trái quanh năm luôn. Hết cái đợt trái này thì nó sẽ truyền ra tới cái đợt trái tiếp theo ha. Quý bà con chúng ta quan sát kỹ trên cây nè. Giống như những cái trái to nè. Đó, những cái trái này nó to nè ha. Rồi nó sẽ truyền tới cái trái tiếp theo, những cái trái cỡ tiếp theo nữa nè. Đó. Rồi tới cái trái nhỏ hơn. Rồi tới cái trái nó bé hơn nè. Nhưng mà nó hay ở chỗ mỗi một cái cơi đọt của nó đi thì nó sẽ kèm được là 2 trái đến 3 trái ha bà con. Có trái nó thì nó lên 4 trái luôn. Nhưng mà quý bà con chúng ta mỗi nhánh như vậy thì chúng ta nên để 1 trái thôi, đừng có để nhiều trái quá. Để nhiều trái quá thì cái cây của chúng ta nó dễ bị suy ha bà con, trái nó cũng không có lớn. Còn trái Sapo Cần Thơ á, trọng lượng của trái thì nó từ 200 g đến 400 g hả bà con. Ôi ôi trái nè. Rất là nhiều nha. Ly sẽ đi một vòng cho quý bà con chúng ta xem. Đó, mỗi một cái cơi đọt của nó là nó sẽ kèm theo trái. Lên tới ở trên đây luôn nè. Đó, nhìn thấy mê không? Trái rất là nhiều ha. Và đặc biệt Sapo Cần Thơ nó thích hợp với vùng đất bị nhiễm phèn, dùng nước mặn. Quý bà con chúng ta cũng có thể là trồng được cái cây Sapo Cần Thơ này luôn nha. Dùng miền Bắc thì chúng ta cũng có thể là trồng được cái cây Sapo Cần Thơ này luôn ha bà con. Bạn này nó sẽ phù hợp với nhiều vùng miền khác nhau. Đây nè, Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta xem một cái cơi đọt mới nó đi nè. Đó. Mỗi một cái nách lá, tức là mỗi một cái nhánh giống như vậy thì nó sẽ kèm theo là 2 trái đến 3 trái. Đó. Nè, từ dưới đây nè quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Từ dưới đây nó lên. Ở đây nó mọc 1 trái nè. Rồi nó sẽ kèm theo hoa ở cơi đọt này. Cơi đọt này thì nó kèm theo hoa nè, có trái con nữa nè. Rồi lên tới ở trên đây, mỗi một cái cành nè. Đó, đây một cái cành nhỏ nè là 3 trái nè. Rồi tới cái cành kế bên là nó ra 1 trái rồi kèm theo hoa. Rồi kế bên nữa nè. Kế bên thì nó đang hoa thôi ha. Rồi cái cây bên đây thì nó sẽ kèm theo là 3 trái to, thêm 1 trái bé nữa. Bên đây nữa nè, mỗi một cái cành, tức là mỗi một cái cây đọt thì nó sẽ kèm theo trái thôi nha bà con. Sapo Cần Thơ trồng năng suất nó rất là cao nha, và giá trị hiện tại cũng rất là cao hả bà con. Giá thu là từ 40 000 đến 60 000 trên 1 kg. Là đối với Sapo Cần Thơ. Sapo Cần Thơ ở trong ruột thì nó ăn nó sẽ mịn hả bà con, nó mịn màng và nó ngọt, nó rất là thơm. Thị trường cũng rất là chuộng nha. Ly cũng thường xuyên cập nhật cho cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng Sapo Cần Thơ thì chúng ta cũng có thể tham khảo ha. Giống này rất là dễ trồng nha bà con. Này, Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta xem một chùm trái nè. Đó. Chùm này là 3 trái, bên đây 2 trái nên là 5 trái nè ha. Rồi dưới đây nữa nè. Đó. Đây nè. Đây. Đó, trái to rồi tới chìm tới trái nhỏ này ha bà con. Thu hoạch quanh năm luôn nha. Và cái da nó rất là đẹp nha bà con. Sapo Cần Thơ thì trồng nó rất là ít cám. Trồng Sapo chê hồi xưa thì cám nó rất là nhiều nha. Chúng ta mà muốn bán trái giá cao thì chúng ta phải chùi nó ra một cái lớp cám đó, chúng ta mới bán được giá cao. Còn Sapo Cần Thơ nè quý bà con chúng ta nhìn trái nó rất là đẹp, nó rất là mịn, nó rất là ít cám luôn nha. Đi sẽ đi xuống quay cho quý bà con chúng ta xem nó rõ hơn một tí xíu. Đây, tổng thể một cái cây nhìn nó rất là mê. Trái rất là nhiều ha. Ly sẽ đi cây tiếp theo cho quý bà con chúng ta xem nữa nè. Cây nào cũng như cây nấy hết. Đó, chùm này 3 trái, rồi kế bên chùm 2 trái, rồi ở chùm ở dưới đây là 3 trái nữa nè, rồi đây thêm 3 trái nữa. Trái rất là sai nha bà con, rất là dễ đậu trái luôn. Chúng ta không có cần can thiệp làm trái gì hết, nó sẽ ra trái tự nhiên giống như vậy, mà chúng ta không có cần bao trái luôn nha bà con. Bạn này nó kháng được sâu bệnh và giống như là nó không có bị những cái con ruồi vàng tấn công nhiều nha. Nó cũng có nha, nhưng mà nó không có nhiều ha. Cái này to hơn nè, nó còn to hơn nữa nha bà con. Trái này nó mới có giống như là nó mới trưởng thành thôi, nhưng nó chưa có thu hoạch được. Còn Sapo Cần Thơ quý bà con chúng ta nhìn cái hoa nó sẽ ra màu cam giống như vậy nha. Đó, cái hoa nó có màu cam giống như vậy, khi mà nó gần nở ra thì nó mới chuyển thành màu trắng, nhìn nó rất là đẹp. Ly cập nhật cho quý bà con chúng ta về Sapo Cần Thơ này rất là nhiều nha. Còn cái khoảng cách trồng Sapo Cần Thơ thì quý bà con chúng ta trồng là 6 mét một cây. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng dày hơn thì chúng ta trồng 5 mét một cây ha. Từ cây này cách cây kia là 5 mét, hàng này cách hàng kia là 5 mét luôn. Còn đủ tiêu chuẩn thì 6 mét ha bà con. Sapo Cần Thơ tuổi thọ rất là cao nha bà con, nên chúng ta trồng thưa ra một tí xíu sau này mới đủ dinh dưỡng ăn. Còn chúng ta trồng 5 mét vẫn được, nhưng mà sau này năng suất nó không cao bằng, tại vì nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng á. Đó, cây rất là đẹp nha. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly đi vườn để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây Sapo Cần Thơ 2 năm tuổi nha. Cây phát triển rất là tốt và đặc biệt đang cho trái rất là nhiều. Cô chú anh chị nào muốn trồng cây Sapo Cần Thơ thì chúng ta cứ tự tin mà trồng nha bà con. Bạn này nó sẽ chịu được vùng miền Bắc nè, vùng đất bị nhiễm phèn và đặc biệt cho trái quanh năm, kháng được sâu bệnh rất là cao. Chúng ta không có cần bao trái một trái gì luôn ha, mà bán trái quanh năm vậy luôn nha bà con. Rồi một lần nữa Ly xin thay mặt Trung tâm Cây Giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an đến quý bà con. Còn ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây Sapo Cần Thơ. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là vấn đề gì không hiểu thì cứ vui lòng gọi vào 2 số điện thoại hiện trên màn hình để bên Trung tâm Cây Giống trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.